Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em trở lại tiếp tục về một siêu phẩm trong phân khúc hạng C, đó chính là chiếc Mazda 3 được sản xuất và đăng ký 2017 của quý chị nhé. Và mức giá em Trường đang chào bán cho siêu phẩm này là 550 triệu đồng, giá trên có thương lượng được. Đó. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm và đánh giá thực tế chiếc xe. Xe thì được khoác lên mình màu trắng ngọc trai, một trong những cái màu có tính thanh khoản cực kỳ là cao và cũng rất là hot rồi. Đó. Và cái ngôn ngữ thiết kế của Mazda thì không thể nào mà chê luôn quý anh chị ạ. Nó rất là đẹp, tinh tế, hiện đại. Kể cả từ 2017 đến bây giờ, form mới bây giờ thì nó ít khi thay đổi form dáng. Đó. Và đây là bản finish của em rồi quý anh chị nhá. La răng của xe cũng còn rất là mới luôn. Sơn si của xe thì vẫn còn rất là đều màu quý anh chị ạ. Đó. Sơn si rất là đều màu luôn quý anh chị nhá. Chiếc xe này của em chạy 5 vạn km. Đó, biển số thì cũng rất là dễ nhớ luôn quý anh chị ạ. Rất là đẹp. 550 triệu đồng có thương lượng thêm. Đó. Cực kỳ là chất. Và vào bên trong khoang nội thất của xe đây ạ. Nội thất thì rất là mới luôn quý chị nhá. Bên em về cũng chỉ gọi là quay qua, dọn dẹp qua và quay lên sóng gửi tới quý chị. Đó. Đây thì các cái phím bấm trên mặt tabli cửa quý chị cũng có thể đánh giá thế này. Còn siêu mới luôn. Xe đã được ốp chống xước, trông tạo cho xe có những cái điểm nhấn chi tiết và cũng rất là tinh tế luôn. Nội thất thì cũng còn rất là mới luôn quý chị ạ. Đó. Đây. Khu vực vô lăng cần số thì cũng còn rất là mới luôn quý chị nhá. Đó. Trần nỉ cực kỳ là giữ gìn luôn. Đây là hàng ghế sau của xe đây. Rất mới luôn quý chị ạ. Đó. Nội ngoại thất thì không có gì để mà bàn rồi. 2017 đến giờ. Và bản này của em là bản finish của anh chị nhá. Phanh điện tử rồi đấy ạ. Cuối 2017 mới ra mắt. Đó. Nội ngoại thất thì miễn bàn. Và sau đây là khoang máy của chiếc xe, để quý anh chị có thể đánh giá này. Đây ạ. Khoang máy thì bên em thường thường là sẽ để mộc, không dọn dẹp gì quý anh chị nhé. Đó. Ốc át keo chỉ di nguyên hết quý anh chị ạ. Ốc chân máy cũng vậy quý anh chị nhé. Đấy. Thì tất cả xe bên em bán ra, bên em đều cam kết và bảo hành tới quý anh chị. Đó. Nên là quý anh chị yên tâm, cam kết xe không đụng, không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn. Đó. Với mức giá đang chào bán thì quý anh chị nào mà đang quan tâm tới sản phẩm này, hãy nhanh tay gọi điện ngay cho em Trường số điện thoại 0926 743333 để em Trường để tư vấn hỗ trợ và đặc biệt là chốt với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa. Và em rất mong rằng quý anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình qua bên em xem và trải nghiệm, đánh giá, cầm lái thực tế chiếc xe này để mình cảm nhận một cách khách quan hơn nữa. Đó. Và cuối cùng em xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.